Xin chào các em. Nhìn khung cảnh ở đằng sau lưng anh Đức Bảo thì các em cũng đoán được là anh đang đứng tại đâu đúng không nào? Đây chính là khu vực bãi giữa sông Hồng, là một nơi không cách xa trung tâm thành phố Hà Nội cho lắm, nhưng người dân ở đây, đặc biệt là các em nhỏ, lại có cuộc sống rất là khó khăn và thiếu thốn. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với Hải Anh, một cô bạn sống ở trung tâm thành phố, nhưng bạn ấy sẽ có một cái trải nghiệm rất là đặc biệt, đó là sống một vài ngày tại khu vực bãi giữa sông Hồng, và Hải Anh sẽ làm quen với hai người bạn mới của mình, đó là những trẻ em đang sinh sống tại khu vực này. Và chúng ta sẽ cùng xem chuyện gì sẽ xảy ra nhé. Xin mời các em hãy cùng theo dõi. Mình là Hải Anh, năm nay mình 12 tuổi. Các bạn đang đến thăm ngôi nhà của mình đấy. Mình rất thích đọc truyện tranh, nên mình thường xuyên mua những quyển truyện mình yêu thích để về nhà và được ngồi trên chiếc ghế sofa này đọc truyện. Gia đình của Hải Anh muốn cô bé có những trải nghiệm thú vị trong mùa hè nên đã khuyến khích cô bé tạm chia tay với những cuốn truyện để làm quen với những người bạn hoàn toàn mới. Đó là một gia đình ở ven sông Hồng. Mình cũng nghe thấy cái từ bãi giữa sông Hồng rồi, nó cũng khá là phổ biến. Nhưng mà mình cũng chưa bao giờ được đến thăm nên mình khá là hồi hộp. Sáng hôm sau, chị gái của Hải Anh đưa cô bé đi từ sớm. Chị ơi, em thấy hồi hộp quá. Em sợ chưa quen ai trong gia đình. Nơi Hải Anh tới là khu bãi giữa sông Hồng. Vì đường xá ở đây chật hẹp nên hai chị em phải xuống xe và đi bộ. Mình thấy rất là hồi hộp, hứng thú. Mình không biết là nơi ở của họ như thế nào. Khu bãi giữa sông Hồng nằm cách trung tâm thủ đô, nơi Hải Anh đang sinh sống không xa lắm. Tại đây, người dân phải ở trên những chiếc nhà nổi tạm bợ như thế này. Và một trong những căn nhà đó thuộc về gia đình mà Hải Anh sẽ đến ở cùng, gia đình bác Mai Mộc. Đây cũng là lần đầu tiên họ đón một cô bé xa lạ đến ở cùng. Đã đến nhà bác Mai Mộc rồi. Sau quãng đường nắng nóng, cuối cùng cô bé cũng đã đến nơi. Lúc bước vào nhà thì mình thấy căn nhà rất là giản dị. Ở đây rất khác so với nhà của mình. Không quá nhiều đồ đạc. Và vì không có điện nên họ phải dùng bình ắc quy để thay thế. 30 phút sau, chị gái của Hải Anh chia tay mọi người và hẹn hai hôm nữa sẽ tới đón cô bé về. Hải Anh sẽ hòa nhập với cuộc sống mới này ra sao? Ngôi nhà này có hai em bé, nhưng mà bây giờ trong nhà chỉ có một em bé thôi, bởi vì em bé lớn thì em đang đi học, buổi chiều em mới về. Mình hỏi tên và tuổi của em bé, nhưng mà có vẻ em bé hơi không thích cho lắm. Mà mỗi khi mình định chơi với em thì em đều trốn mình. Mình thấy rất là thất vọng. Buổi sáng buồn chán đầu tiên đã qua đi. Em bé lớn đã đi học về. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây. Đây là bé Chuột, chị gái của bé Châu. Chuột ơi, ra đây chị bảo. Mặc cho lời Hải Anh gọi, Chuột vờ như không nghe thấy. Mình cũng thấy hơi buồn. Các em chưa thích mình. Và mình cảm thấy các em hơi lạnh nhạt với mình. Không cho mình chị rửa. Ngày đầu tiên đã trôi qua như thế. Ba tiếng.
Hải Anh rất ra dáng một người chị cả. Ngay ngày hôm sau, bỏ qua sự lạnh lùng của chuột, Hải Anh vẫn chủ động làm quen với lũ trẻ nhiều hơn. Chị 12 tuổi. Các em đã biết những từ gì bằng tiếng Anh rồi? Em biết rồi ạ. Hay con em? Biết chuột rất ham học, đặc biệt là môn tiếng Anh. Hải Anh đã dạy cho chuột một số từ cơ bản liên quan đến cuộc sống nơi đây. Con mèo tiếng Anh là gì nhỉ? Mèo. Con mèo là gì ta? Con mèo là gì nhỉ? Blau. Mèo là két. Két. Này chuối là gì nhỉ? Này chuối là gì nhỉ? À, banana. 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 Ba cô gái nhỏ càng lúc càng trở nên thân thiết. Dừng ta ăn thịt con người. Con ngứa cái xe đạp. Cái chân. Lẹ ra đi mà bắt mày. Gia đình của hai đứa nhỏ rất nghèo nên thỉnh thoảng chúng phụ giúp bố của mình mò chai bắt cá để có thức ăn tươi cho gia đình. Bố Sơn ơi, mò được con nào chưa? Chú Sơn là người bắt chai cho chúng mình. Và chú, mình thấy cái công việc của chú rất là vất vả vì chú phải ngục rất là sâu. Công việc này hoàn toàn lạ lẫm với Hải Anh, bởi bạn ấy vẫn thường đi siêu thị để mua đồ ăn về. Giỏ chai cứ đẩy áp dần lên, con nào con nấy to bự, óng ả. Chắc hẳn chúng ta sẽ có một bữa canh chai ra trò đây. Mang chiến lợi phẩm về nhà thôi nào. Khi mà mình và nhà bác Ngoay Mộc ăn món canh chai mà chúng mình vừa mới mò lúc sáng thì mình thấy rất là ngon và mình cảm thấy rất là vui và tự hào vì mình đã khóc một phần trong cái công việc nấu vũ canh chai. Em hát đi. Một con vịt chạy ra hai cây canh, lo kêu rằng quắc 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 quắc. Có liên quan không? Có. Tâm năng chờ vai vươn vai đã chung đôi tay nhọi tớt đã chung mang tới. Dường như niềm vui và tình yêu thương đã khiến Hải Anh quên mất rằng ngày mai cô bé sẽ phải lên đường về nhà. Và buổi chiều hôm cuối cùng thì chị mình có gọi điện cho mình và bảo với cả mình là chị sắp đến đón. Thì lúc đấy mình cũng khá là buồn vì sắp phải xa gia đình bác Mai Mộc. Mình có quay lại nói với cả mọi người là mọi người ơi, con sắp phải đi rồi. Hay chị bảo chị chiều rồi về đúng không? Chiều tụi mình chị sẽ về mơ. Chị không biết. Trời mưa thật to, hôm qua chị về chị ở mẹ. Chiều hôm ấy chị mình đến đón thì mình đã khoác ba lô lên và lên đường về nhà. Nó cũng là kết thúc cái kỳ trải nghiệm 3 ngày của mình. Khi đấy thì mình thấy rất là buồn và nuối tiếc vì cũng chưa có thời gian nhiều để thân mật với cả gia đình bác Mai Mộc. Được chị, chào hai đứa nhá. Hai đứa ở lại thì phải mạnh khỏe nhá, ngoan nhá, học giỏi nhá. Khi nào chị lại về với cả hai đứa? Sau cái kỳ trải nghiệm này thì mình thấy mình cũng đã thay đổi hẳn. Mình cảm thấy sống tự lập hơn và mình thấy rất là khác. Mình đi phải đi học hỏi nhiều nơi thì mới biết được cuộc sống của mọi người ở đâu như thế nào. Chờ vai vươn vai đã chung đôi tay nhảy tớt đã chung.